Đinh Phồn thu ẩn giấu tu vi cũng trong dự liệu, đối với hắn mà nói, nguyên thần kiếp cảnh nhiều thiếu diệp đều không có khác nhau. Tại hắn bộc phát đệ ngũ diệp thời điểm, những cái kia vu thuật vòng xuất hiện rõ ràng đình trệ, hùng mệnh cương khí, dùng bách kiếp động minh vì pháp thân làm trung tâm, cường thế tản ra, hóa thành đạo về sóng gợn, oanh, bản tọa, chờ đến chính là lúc này. Mấy trăm tên binh sĩ bị cương khí cuốn bay ra ngoài, những người khác bị bách kiếp động minh dư ba chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, không dám ở tiến lên. Đinh Phồn thu thân hình như điện, ngũ diệp pháp thân cương khí, so trước đó ảnh hưởng phạm vi phải lớn rất nhiều. Bị cuốn bay tu hành giả, kêu thào một tiếng, vẫn lạc giữa trời, không tránh kịp đám binh sĩ, tại cương khí giao thoa phía dưới, toàn bộ đổ xuống mặt đất. Một ngang lộn xộn binh sĩ, nằm tại ngũ diệp pháp thân phía dưới. Đinh Phồn thu lần này, mang đi mấy trăm người, binh sĩ cùng tu hành giả lại lần nữa lùi lại. Đối diện có người cao giọng nói, đừng có gấp, hắn nhóm bị vu thuật đại trận nhốt chắp cánh cũng khó thoát, cho bọn hắn mất đi sức chống cự. Các binh sĩ cùng đông đảo tu hành giả lùi lại trăm mét nhìn chằm chằm. Hắn nhóm không ngốc, không cần thiết ở thời điểm này cùng Đinh Phồn thu cứng đối cứng. Toàn bộ lựa chọn triệt thoái phía sau, vu thuật đại trận càng ngày càng mạnh, đáng ghét. Đinh Phồn thu một tên đệ tử mắng. Một chiêu này đạt được, Đinh Phồn thu cũng không có buông lỏng. Lựa chọn hạ xuống, thu hồi pháp thân. Bách kết động minh pháp thân vô cùng hao tổn nguyên khí, nhất định phải bảo tồn thực lực. Vu thuật đại trận vẫn còn tiếp tục lan tràn, tuy nói tốc độ chậm không ít, có thể cứ theo đà này, sớm muộn cũng sẽ đem bọn hắn trói buộc. Tiểu Diên Nhi nhìn xem bao trùm mà đến vu thuật đại trận, cũng có chút lo lắng bất an thấp giọng nói. Sư phụ, làm sao bây giờ? Sư phụ, Đinh Phồn thu quay đầu lại, xác nhận chính mình không có nghe lầm. Hắn lúc đầu dự định, thừa dịp hỗn loạn thời điểm, đem tiểu nha đầu này bắt đi. Đến lúc đó, lão gia hỏa này có chết hay không, cũng liền không thể trách nàng. Lão cư sĩ là sư phụ ngươi? Đinh Phồn thu hỏi. Tiểu Diên Nhi liếc mắt nói, ngươi cái này người thật là phiền, có phải là có liên hệ với ngươi? Dài dòng nữa, ta để sư phụ ta đánh chết ngươi. Cũng không biết vì cái gì, Đinh Phồn thu nhìn xem tiểu cô nương này dáng vẻ thở phì phò, thế mà không có sinh khí. Bị nàng cái này một hung, Đinh Phồn thu lời nói ngạnh xinh xinh nuốt trở vào. Nhà đầu này, nếu là không thể thu làm môn hạ, thực đang đáng tiếc à. Lục Châu đưa tay vuốt râu, sắc mặt lạnh nhạt, chỉ cần hắn có dị động, đạo cụ tạp tùy thời lấy tính mệnh của hắn. Đánh giết nguyên thần kiếp cảnh, kiếm bộn không lỗ. Đinh Phồn thu ánh mắt rơi vào Lục Châu trên thân, gặp hắn vẫn là như vậy bình tĩnh. Trong lòng của hắn hồ nghi, lại lần nữa cảm giác khí tức cùng tu vi. Yếu, rất yếu, nhiều lắm thì phạn hải mở tam mạch, cũng không giống là ẩn giấu tu vi. Vu thuật đại trận một ngày có tác dụng, nhất định phải điều động nguyên khí là có thể chống cự. Loại tình huống này, ẩn tàng không tu vi, lão gia hỏa này là ai, thế mà có thể làm thiếp nha đầu sư phụ. Cũng chính là ở thời điểm này, vu thuật quyển đột nhiên tăng vọt. Màu tím nhạt vu thuật đem toàn bộ bến cảng bao trùm, giống như hơi mờ cự hình chén lớn rơi xuống. Vu thuật đại trận chính thức hình thành, tia sáng, ánh mắt, cùng với vu thuật nguyên khí, ảnh hưởng phán đoán, ý thức, thậm chí không ngừng cắt giảm lấy mục tiêu tu vi. Toàn bộ thế giới đều phảng phất tối sầm lại. Đi, Đinh Phồn thu sắc mặt biến hóa. Tại vu thuật còn không có triệt để vào hắn kỳ kinh bát mạch, phủ kín đan điền khí hải trước đó, hắn nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Trở lại nhất chuyển, nhìn thấy ba tên đệ tử đầu đầy mồ hôi, chỉ có hắn một người là nguyên thần kiếp cảnh, mà lại không di chuyển được quá nhiều người xông phá vu thuật. Hắn đem ánh mắt lại lần nữa di động đến Lục Châu trên thân đến. Lão cư sĩ, bản tọa mặc kệ ngươi là phương nào cao nhân, có thể dưới mắt, người ta nhất định phải chung sức hợp tác là có thể rời đi nơi này. Vu thuật đại trận, không được bao lâu liền hội trói buộc người ta. Đinh Phồn thu nói ra, Lục Châu lắc đầu, hắn tu vi hiện tại bất quá là phạn hải bát mạch, còn không phải chân chính bát mạch cường giả. Phát thân càng là đáng thương tứ tượng tung hoành, dùng đến, nhiều lắm là so hầu tử lớn một chút. Đối với toàn bộ chiến cuộc không làm nên chuyện gì, buộc không trói buộc tu vi, kết quả đồng dạng. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu, ngươi còn không có tư cách này. Đinh Phồn thu nghe vậy, ngạo nghễ nói, nếu không phải bản tọa vừa rồi thi triển bách kiếp động minh, chỉ sợ giờ phút này, ngươi đã là dưới tên vong hồn. Cung bên trong bày ra đại trận, cố thủ nơi đây, đến nay vu thuật cạm bẫy đã phát động, nếu ngươi không đi, đều phải lưu lại, hiện tại, chỉ có bản tọa còn có thể chạy thoát. Nha đầu, bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, bản tọa mang ngươi đi. Hắn nhìn về phía bên cạnh có chút chóng mặt Tiểu Diên Nhi trên thân. Cút, Tiểu Diên Nhi sinh khí. Đinh Phồn thu mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, lắc đầu nói ra, đã như vậy, vậy bản tọa tự động rời đi, các người tự sinh tự diệt. Hắn bỗng nhiên di động, cương khí của cả người bộc phát, vu thuật đã bắt đầu xâm lấn kinh mạch. Nếu là tại không đi, vậy liền thật đi không? Vừa rồi hắn còn do dự muốn dẫn đi ba tên đồ đệ, nhưng bây giờ không cần thiết, không kịp. Đinh Phồn thu nguyên thần kiếp cảnh tu vi triệt để hiện ra, toàn bộ người ngạo nghễ trực bức không trung, muốn cưỡng ép xông phá vu thuật đại trận trói buộc. Đây ngày màu tím nhạt vần quanh khí thể, liền giống như là độc tố đồng dạng, ngăn trở ánh mắt. Sư phụ, đừng bỏ lại ta. Sư phụ, Đinh Phồn thu ba tên đệ tử, nhìn thấy sư phụ sắp xông phá vu thuật cạm bẫy, gào thét hò hét. Hắn nhóm chỉ là thân đình cảnh tu vi, chúng vu thuật, tu vi đại giảm, càng không có thể đột phá cái này loại đại trận.
ba người trạng thái cộng lại, còn không có Tiểu Diên Nhi một người tới được tốt. Tiểu Diên Nhi chỉ là nhận rất nhỏ ảnh hưởng, Thái Thanh Ngọc Giản từ đầu đến cuối so phổ thông công pháp tốt hơn rất nhiều. Lục Trầu liếc mắt nhìn hai phía, không người tới gần. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Đinh Phồn Thu không ngừng kéo lên cao độ. Xuyên thấu qua mơ hồ ánh mắt, Đinh Phồn Thu trên thân lại lần nữa bộc phát ra cương khí. Lục Châu lắc đầu, đáng tiếc, không dám được. Thi triển Bách Kiếp Động Minh Pháp Thân còn có cơ hội, không thi triển, liền không có cơ hội. Cái này loại cấp bậc vu thuật đại trận, lại há là bình thường đại trận. Ban đầu ở Thanh Dương Sơn phụ cận bắt Diệp Thiên Tâm thời điểm, bày ra đại trận, cùng cái này vu thuật đại trận cũng không thể đánh đồng. Chỉ là nguyên thần kiếp cảnh, thế mà không mở pháp thân, nên muốn phải thoát đi nơi này. Ý nghĩ hão huyền, sao có thể khinh thường cái này trận pháp đâu? Đột nhiên đến. Hư, bầu trời xa xăm bên trong, nhất đạo rõ ràng khác biệt với vu thuật sắc thái năng lượng từ đằng xa bay tới. Vu tiễn, kẹp lấy hùng hồn cương khí, phá không mà tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, cơ hồ cùng không khí ma sát ra họa hoa. Cái kia đảo vũ tiễn, dùng như lưu tình tốc độ, xuyên qua vu thuật đại trận mơ hồ khu vực chúng Đinh Phồn Thu. Đinh Phồn Thu trở tay không kịp, cấp tốc hạ xuống. Mũi tên kia đâm xuyên hắn hộ thể cương khí, liền giống như là khí cầu bạo tạc, hết thảy nguyên khí phát tiết ra, dùng bài sơn đảo hải khí thế càn quét toàn trường, giống như mặt biển tạo nên gợn sóng, hùng vị chói mắt. Phốc, Đinh Phồn Thu ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, đem một tòa kiến trúc đập ngã. Cương khí trên người cũng đang đập bên trong công trình kiến trúc thời điểm, trong khoảnh khắc tiêu tán. Là cung tiễn thủ, còn là nguyên thần kiếp cảnh cung tiễn thủ, cao thủ xuất hiện. Cũng chỉ có nguyên thần kiếp cảnh cung tiễn thủ có thể dưới loại tình huống này cự ly xa chúng Đinh Phồn Thu, mà lại nhất định phải nắm giữ phi phàm xạ thuật. Người này sẽ là ai? Đại viên thiên hạ có thể làm đến cái này kinh thế một chiêu, nhẹ nhõm phá vỡ ngũ diệp cao thủ, cũng chỉ có thần đô tam đại thần xạ thủ bên trong tối cường giả. Hắn đến rồi. Lực chú ý của mọi người đều bị một tiễn này hấp dẫn. Sư phụ! Đinh Phồn Thu ba tên đệ tử lên tiếng kinh hô, không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Hắn nhóm kính sợ sư phụ, ngũ diệp kim liền pháp thân cao thủ, thế mà bị một tiễn bắn xuống. Thật mạnh tiễn thuật, Lục Châu nhíu mày, cung bên trong cao thủ, xuất hiện sao? Đám người ngẩng đầu, nhìn quanh, muốn nhìn rõ ràng người đến bộ dáng. Lục Châu nhìn về phía cung tiễn bay tới phương hướng, cứ việc ánh mắt mơ hồ. Lục Châu còn là xuyên thấu của u ám tia sáng, nhìn thấy nơi xa chân trời lơ lửng một tòa phi liễn. Vương vức đỏ chói phi liễn, cũng không lớn. Càng giống là một đỉnh cố kiệu, lơ lửng đám binh sĩ kia cùng tu hành giả phía trên. Tại cố kiệu mỗi một góc, đều có một cái nùng trang diễm mặt hồng y nữ tử, vịn phi liễn. Cứ như vậy vững vàng nổi bồng bềnh giữa không trung. Cuối cùng, còn là đến rồi, mà lại giống như không chỉ đến một cái. Một chương chí mạnh nhất kích, không đủ làm sao bây giờ. Cùng lúc đó, phi liễn bên cạnh phía trước, nhìn thấy kia cung tiễn người sử dụng đến một cái thân mặc áo choàng nam tử, đầu đội mũ rộng vành, hướng phía dưới lao xuống. Rất nhẹ nhàng địa rơi vào mặt đất bên trên. Cái này kinh thiên một tiễn, chính là xuất từ người này, chỉ ít có lục diệp tu vi. Đây chính là thần đô tam đại thần xạ thủ tối cường giả, Trần Trúc. Bọn binh lính đồng thời quỳ xuống, tham kiến Trần đại nhân. Nguyên thần kiếp cảnh cung tiễn thủ ánh mắt nhìn chằm chằm cái này, từng bước một, không vội không chậm đi tới. Theo khoảng cách tới gần, đạo thân ảnh kia cũng càng phát rõ ràng. Cho đến chỉ có hơn 10 mét địa phương, dừng lại, nam tử đem mũ rộng vành lấy xuống, còn tại một bên. Thân ảnh mơ hồ, tản ra lạnh lùng khí tức đến. Tính danh, Trần Trúc, chủng tộc, Tam Trang, cảnh giới, nguyên thần kiếp cảnh, Tam Trang. Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích, mặt ngoài bất động thanh sắc. Đồng thời, Lục Châu nhìn nhiều một ánh mắt trên bầu trời nổi lơ lửng kia hồng sắc phi liễn. Bốn tên nữ tử, phân biệt ở vào bốn cái xó xỉnh, khả năng cách quá xa, nhìn thấy chỉ là nhất đạo mông lung hình dáng. Có thể từ cái này bốn tên nữ tử khí tức đến xem, bốn người này chỉ ít có hai người bước vào nguyên thần kiếp cảnh. Bất quá, không có khai diệp nguyên thần kiếp cảnh, không tính là chân chính nguyên thần kiếp cảnh, giống như chơi thoát. Muốn không? Không có kẽ hở đi. Ngay tại Lục Châu suy tư thời điểm đến, Trần Trúc lạnh lùng thanh âm vang lên. Đại nhân có lệnh, cầm xuống Ma Thiên Các đám người, giao cho cung bên trong xử trí. Thuộc hạ tuân mệnh. Đám người không người. Đinh Phồn Thu ba tên đệ tử lập tức sắc mặt trắng bệch. Chúng ta không phải Ma Thiên Các đệ tử. Ngươi lầm. Chúng ta là giả. Giả. Nhưng mà, kia trong tay cầm cung tiễn Trần Trúc lạnh lùng nói. Nếu là giả, Trảm Lập Quyết, Ma Thiên Các, cung bên trong có lẽ sẽ thận trọng suy tính một chút. Tên giả mạo, sao lại cần để vào mắt? Ba người lúc này ngồi liệt xuống dưới, kia cung tiễn tựa hồ là địa dài vũ khí, cung Lý Khánh trong tay không kém bao nhiêu. Cung tiễn không chọn vừa đi vừa về xoay tròn, cuối cùng rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Chỉ bất quá, Trần Trúc không có nhổ tiễn, mà là mỉm cười, tay phải khoác lên trên dây, dùng chỉ kéo dây cung, ngưng khí thành cương. Ông, chấn động thanh vang lên. Trần Trúc kéo động cung tiễn thanh âm, mang theo đoạt mệnh sóng âm nhắm chuẩn một người. Mục tiêu, Đinh Phồn Thu duy nhất nữ đệ tử. Hư, một tiễn phá không. Cơ hồ không cho bất luận cái gì cầu xin tha thứ, thậm chí cơ hội phản kháng. Mũi tên kia liền xuyên phá bộ ngực của nàng. Phốc, tên nữ đệ tử kia trừng tròng mắt, ngã trên mặt đất,
không có khí tức. Sư muội, sư muội, hai tên đệ tử khác không cam lòng kêu lên. Thần đình cảnh tu hành giả, tăng thêm vu thuật đại trận hạn chế, năng lại thế nào khả năng chống đỡ được thần đồ tam đại thần xạ thủ một trong Trần Trúc một tiễn này đâu? Đinh Phồn Thù sắc mặt đại biến, người đến đến. Trần Trúc thản nhiên cười, tay phải lại lần nữa nâng lên. Ông, nhất đạo cương khí hình thành cung tiễn, lại xuất hiện tại trên dây. Đám người minh bạch, hắn đây là muốn một tiễn bắn chết tất cả mọi người. Trần Trúc hò hững nhìn xem bị hắn dùng cung tiễn bắn xuống Đinh Phồn Thu, thản nhiên nói, cơ thiên đạo, hắn trực tiếp nhắm chuẩn Đinh Phồn Thu. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Đinh Phồn Thu đứng ngồi đứng dậy, đơn trưởng vừa nhấc, trên thân kiếm mũi tên gãy mất. Ngươi, ngươi chính là danh xưng không trạch một tên, thần đô tam đại thần xạ thủ một trong Trần Trúc. Đinh Phồn Thu có chút không dám tin tưởng nói. Trần Trúc ha ha nở nụ cười, ta lại nổi danh như vậy, đích thật là ta. Trần Trúc chậm rãi nói, ngươi sấm chớ nên sấm địa phương. Đinh Phồn Thu vén lên bạch phát nói ra, ma thiên các làm việc luôn luôn như thế. Trần Trúc lắc đầu, được rồi, ở những người khác mặt trước dọa người cũng liền thôi, tại đại nhân nhà ta mặt trước thu hồi người điểm kia tiểu thủ đoạn, thực lực của người cùng tu vi còn kém xa lắm. Đinh Phồn Thu khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn một ánh mắt trên bầu trời đỏ chói phi liễn, biểu lộ có một ít mất tự nhiên nhìn một tiếng. Trần Trúc tự tin nói, đừng nói là ngươi, liền xem như chân chính ma thiên các đến nơi này cũng phải nhận cắm. Cái này vu thuật đại trận chính là chuyên môn cho các ngươi cái này loại mù quáng tự đại tu hành giả mà chuẩn bị. Hắn cũng không có kéo động cung tiễn, mà là tà hữu ngắm tới ngắm lui, nhẹ nhàng thoải mái, liền giống như là tại đối đãi một đám dê đợi làm thịt. Nguyên thần tiếp cảnh thần xạ thủ có thể đồng thời bắn ra tam đạo cương khí vũ tiễn, không ai nói chắc được mục tiêu kế tiếp sẽ là ai. Nguyên thần tiếp cảnh thần xạ thủ bắn nhanh thời điểm tuyệt không phải nhãn lực có thể bằng. Thần đô tam đại thần xạ thủ, Lục Châu rốt cục mở miệng, thanh âm già nua lộ ra trầm thấp mà có lực. Anh, Trần Trúc ánh mắt từ Đinh Phồn Thu trên thân di động đến Lục Châu trên thân, hắn nhíu mày, hắn lại một mực không có chú ý người này. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, tay phải chắp sau lưng, tay trái vuốt sâu, giống như là không có chút nào nhận vu thuật đại trận ảnh hưởng giống như. Trần Trúc nhất kinh, hồ nghi nói, ngươi lại không bị đại trận ảnh hưởng? Lục Châu lạnh nhạt nói, ngươi có hỏi lão phu, ngươi có biết ngươi đối mặt là người nào? Trần Trúc tay trái vung lên, kia cung tiễn phiêu phù ở trước người hắn. Lục Châu lắc đầu nói, can đảm lắm, lão gia hỏa, ngươi lại là người nào? Trần Trúc thanh âm tràn ngập kiêu ngạo. Không đợi Lục Châu trả lời, Tiểu Diên Nhi rốt cuộc không nín được, cất cao giọng nói, đứng tại trước mặt ngươi chính là ma thiên các chân chính chủ nhân. Nguyên khí mang theo sóng âm lan truyền ra. Đinh Phồn Thu, hai vị đệ tử, Trần Trúc, Đinh Phồn Thu trong lòng cự chiến đột nhiên bừng tỉnh, giây lát ở giữa nghĩ thông suốt, khó trách, khó trách nha đầu này cùng ma thiên các đệ cửu vị đệ tử như thế giống nhau. Nét mặt của hắn vô cùng cứng ngắc, giờ khóc giờ cười, thống khổ khó chịu. Hắn vậy mà năm lần bảy lượt muốn thu nhân gia vì đồ, vị này một đường tùy hành lão già, thế mà chính là hắn một mực giả trang lão mà đầu. Cái này, lần này, xong, triệt để xong. Nhưng mà, Trần Trúc lại cười ha ha, phảng phất nghe được thế gian nhất nghe tốt chê cười. Chủ nhân nhà ta tiếp đến tin tức, nơi đây cơ thiên đạo là giả bốc lên người, ngay tại chỗ giết chết. Trần Trúc bay phải vừa nhấc, kia ngưng tụ thành cương khí tiễn biến mất. Càng như vậy, liền càng không thể buông lòng cảnh giác. Lục Châu vuốt râu nói, trả lời lão phu ba cái vấn đề, chuyện hôm nay liền có thể làm à? Trần Trúc vừa muốn đại giận, trên bầu trời truyền đến một trận tiếng chuông, giống như là tại truyền lại mệnh lệnh. Trần Trúc nhíu mày, có chút không vui nói, thứ nhất, chủ nhân nhà ngươi là người đó, thứ hai, vớt trầm thi có gì mục đích, thứ ba, Ngư Lăng thôn bị đổ phía sau màn chủ mưu là người đó. Ba cái vấn đề trả lời tinh tường, các ngươi liền có thể không chết. Khẩu khí, thái độ, biểu lộ, dù là còn không có xuất thủ, Đinh Phồn Thu đã kết luận đây chính là ma thiên các chân chính chủ nhân, cơ thiên đạo. Cái kia dưới trướng cửu đại ma đầu ma đạo tổ sư gia, thiên hạ hôm nay có thể tại khổng lồ vu thuật đại trận bên trong như thế hơi hợt, chứ hắn còn có ai? Đinh Phồn Thu hai tên đệ tử càng là nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phóng, dọa đến toàn thân phát run, không biết làm sao. Trần Trúc nghe cái này ba cái vấn đề, cho mày, hắn tựa hồ đang chờ đợi phía trên phì liễn mệnh lệnh. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rời cũng có thể nghe được. Vu thuật đại trận đã thành hình. Vu thuật đại trận bên ngoài đám binh sĩ giơ trường mâu, trận địa sẵn sàng. Còn có một đám tu hành giả, giống như là con ruồi, chờ đợi nhào lên. Cái này tất thắng kết quả. Chủ nhân, đang suy nghĩ cái gì? Đinh linh linh, tiếng chuông reo. Trần Trúc lông mày giãn ra ra, lộ ra bình thản nhưng lại nói không ra ý vị tiếu dung. Rất xin lỗi, một kẻ hấp hối sắp chết, biết những này không có ý nghĩa. Trần Trúc biểu lộ trở nên lạnh lùng. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người dám dùng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện. Như vậy tử vong chính là hắn nhóm kết cục tốt nhất. Tiễn đã bắn ra không thể quay đầu. Ông đến đến, cung tiễn kéo động, ngưng khí thành cương, ngưng cương thành tiễn. Trước khi chết, ngươi còn có gì di ngôn? Trần Trúc tay phải xuất hiện mấy đạo tiễn cương, ánh mắt lăng lệ. Nguyên thần kiếp cảnh thần xạ thủ thuần thục ngưng khí thành cương thủ đoạn, dạng này thần xạ thủ hoàn toàn chính xác được xưng tụng một phương cường giả.
Không hổ là thần đô tan đại thần xạ thủ, chỉ từ chiêu này liền có thể nhìn ra hắn so tứ đại hắc kỵ một trong Lý Khánh phải cường đại hơn một chút. Gặp Lục Châu biểu lộ đạm mạc, không có trả lời, cung tiễn vù vù. Cũng chính là tại thời điểm Lục Châu khẽ lắc đầu, hừ nhẹ nói, mưu xuẩn cần trả giá đắt. Lòng bàn tay phải của hắn bên trong đột nhiên toát ra 5 tấm đạo cụ tạp. Không sai, là 5 tấm mà không phải một chương. Vừa rồi ý niệm khẽ nhúc nhích giây lát ở giữa, hắn bổ sung 4 tấm thẻ. Lục Châu nhẹ nhàng phất tay áo, lòng bàn tay bên trong xuất hiện ngũ đạo lời ánh sáng vòng xoáy. Bích kim đồng hồ xoay tròn, phất tay áo ở giữa, kia ngũ đạo cỡ nhỏ lời ánh sáng vòng xoáy bay ra ngoài. Hô vù vù, chân trúc cương khí chi tiễn rời dây cùng kích xạ, phốc phốc phốc, lại toàn bộ bị vòng xoáy thôn phệ. Bích kim đồng hồ xoay tròn vòng xoáy ở chung quanh màu tím nhạt vu thuật mê vụ phụ trợ hạ lại lộ ra dị thường chói lọi, giống như là nam liên hoàn đồng dạng hướng phía trước rảo bước tiến lên. Cái này là, chân trúc cau mày, kim quang vần quanh xoay tròn cấp tốc. Cái này là đạo ấn, đạo ấn một ra hết thảy đều là ảm đạm thất sắc, nguy hiểm. Chân trúc một tiếng kinh ngạc, không khỏi lùi lại, chưa bao giờ thấy qua cái này loại như vậy thủ đoạn. Chính là cái này ngây người công phu, kia ngũ đạo vòng xoáy đột nhiên biến lớn, hình thành khuếch tán, kim quang lóng lánh, một cái chồng lên một cái, từ nhỏ đến lớn giống như là vô số cái thái cực kim quang vòng tạo thành. Đạo môn pháp ấn, tại sao có thể như vậy? Chân trúc không kịp lùi lại, trong hai mắt tràn ngập ngạc nhiên, thuận thế kéo động cung tiễn, ba cây cương khí vũ tiễn bắn ra, phanh phanh phanh, liên tục tam căn, phanh phanh phanh. Kim quang thái cực ấn không có ba động, chứ đơn thu hết. Chân trúc con mắt trừng lớn, xuất hiện bối rối cùng sợ hãi, cung tiễn rung động, đếm không hết vũ tiễn từ bàn tay của hắn bắn ra. Nhưng mà, nhất tạo lít nha lít nhít kim quang thái cực, bọc tại chân trúc trên thân, đặc thù kim quang ký hiệu, bay múa đầy trời, phủ kín toàn trường. Nhưng cái kia vũ tiễn không có chút nào tác dụng, chân trúc cách quá gần, đã trốn không thoát. Làm sao lại có cái này lớn pháp ấn? Tạo môn pháp ấn có cái này đại, từng đạo kim quang chi vòng hình thành một trượng chi cao viên hình hàng rào, oanh, vỡ ra, kim quang chi vòng theo phong tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại, liền giống như là cái gì cũng không xảy ra giống như, trâu giống tuyết, không để lại dấu vết. Cái khác tứ đạo thái cực kim quang ấn hướng phía chân trời bay đi. Hồng sắc phi liễn bốn phía nữ tu đầu tiên là sững sờ, mới ý thức tới không ổn, nhướng mày trầm giọng nói, lá gan không nhỏ. Bốn người đồng thời kết động thủ thế, nghênh đón kia tứ đạo vòng sáng. Khoảng cách vòng sáng gần nhất chấn trúc, ta hóa thành bụi đất đến. Dùng chấn trúc trước đó chỗ đứng làm trung tâm, phương viên trong phạm vi 10 thước đều là thái cực kim quang ký hiệu. Dưới chân cái gọi là vu thuật cạm bẫy cũng bị kim quang này che đậy. Đinh Phồn thu ánh mắt đờ đẫn đến. Tại tu hành giới bên trong, có thể sử dụng đạo môn như vậy pháp ấn, tối thiểu cũng muốn nguyên thần kiếp cảnh thất diệp dùng tu vi, mà lại nơi này là vu thuật cạm bẫy khu vực, còn cần chống cự vu thuật ăn mòn. Có thể thấy được cái này trong truyền thuyết tung hoành đệ nhất cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cùng cái này khổng lồ cương ấn tượng so, Đinh Phồn Thu vừa rồi thi triển đạo môn pháp ấn nhỏ bé như sâu kiến, quá mức không có ý nghĩa, hoàn toàn không thể cùng sánh vai. Đinh Phồn Thu tu hành cả đời chưa từng gặp qua kinh người như thế đạo môn pháp ấn, có thể đem đạo môn pháp ấn vận dụng đến tình trạng như thế cũng chỉ có đạo môn đại sư. Như vậy tinh diệu pháp ấn, hắn thế mà mưu toan giả mạo giả trang, quá buồn cười. Trên bầu trời kia bốn vị nữ tu biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt kiên định, tràn đầy tự tin, muốn đem những này thái cực kim quang pháp ấn đánh tan. Đáng tiếc, trong lúc các nàng cương khí đánh ra thời điểm, những cái kia pháp ấn mênh mông như biển, đánh vào phía trên, chỉ dập dồn ra một tia gợn sóng, liền lại không tác dụng. Đạo môn đại sư, phát ra nhất đạo tiếng kinh hô, liền trơ mắt nhìn kim quang kia lập lời to lớn thái cực ký hiệu tốc thẳng vào mặt. Phanh phanh phanh, tứ đạo kim luân, bỏ qua bốn người đồng thời, liền giống như là pháo hoa nở rộ đồng dạng biến mất, chói lọi qua đi, hóa thành mây khói, theo phong tiêu tán. Tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, tất cả mọi người đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đinh, đánh giết 3 tên nguyên thần kiếp cảnh mục tiêu, 2 tên thần đình cảnh mục tiêu, thu hoạch được 3.700 công đức. Còn tốt, không có thua thiệt. Thoáng tính nhầm hạ, cái này chấn trúc một người liền ban thưởng 1.500 điểm. Bất quá, vừa rồi ý niệm thông suốt một giây lát ở giữa, cũng tiêu hết 5.000 điểm, cũng không tính lớn kiếm. Lục Châu nhẹ nhàng lắc đầu, vuốt râu, nhìn lướt qua. Lão phu không muốn động thủ, nhưng đến. Chấn trúc dạng này nguyên thần kiếp cảnh cung tiễn cao thủ, thông thường có thể một giây 3 mũi tên, chí mệnh đón đỡ ngăn không được mấy lần, đến lúc đó còn là lãng phí không có kẽ hở. Cùng hắn dạng này lãng phí, chẳng bằng gọn gàng chút. Thứ yếu, đại viêm thiên hạ, há lại cho dị tộc đặt chân. Cùng ba trang bất đồng là, Bạch Dân là từ đại viêm nhân tộc từ chia hóa mà đến, trải qua mấy ngàn năm nghỉ lại sinh tồn, cắm rễ bản thổ, là điển hình bản thổ chủng tộc. Ba trang, từ xưa chính là dị tộc. Hoàng đế anh hoàng đế, ngươi là nuôi một đám người nào, lại bị dị tộc hỗn đến cung bên trong. Nếu là có thể nhiều đến vài cái tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, cao thủ như vậy, sao có thể nói có liền có. Cũng không biết vì cái gì, Trần Trúc bị đánh giết về sau, chung quanh vu thuật đại trận dần dần suy yếu. Trên bầu trời, kia hồng sắc phi liễn
không có bốn người treo trống, rơi rụng xuống. Phía dưới đám binh sĩ, loạn cả một đoàn, vội vàng né tránh. Những binh lính kia đã xuất hiện bối rối, cùng bên trong đến cao thủ, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị người giết chết rồi. Đây hết thảy phảng phất liền giống như là đang nằm mơ, không thể tin được. Lục Châu không chớp mắt nhìn xem tòa kia phi liễn, có thể để cho Trần Trúc dạng này tan đại thần xạ thủ một trong cao thủ lập tức thuộc hắn chủ nhân, há lại sẽ là kẻ yếu. Quanh đến đến, hồng liễn rơi vỡ, tóe lên bụi bay, suy yếu về sau vu thuật đại trận, ánh mắt cũng khôi phục một chút. Ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung tại kia hồng sắc phi liễn phía trên. Kia hồng sắc phi liễn đã ngã nát, nếu thật có cao thủ xuất hiện, há lại sẽ dạng này quẳng xuống đất. Điều này nói rõ đến đến, hồng sắc phi liễn bên trong không có người, không có một ai, không có cái gọi là cường giả xuất hiện. Chờ giây lát, trong khu phế tích kia cũng không thấy có người đi tới. Trông không, Lục Châu vuốt râu gật đầu, cái này ngũ trương tề xuất đã vượt qua đoán trước. Cũng may thế cục từ đầu đến cuối trường khống tại trong tay mình, nếu là nhào lên một đám thần đình cảnh tu hành giả, ngược lại khó làm. Tiểu Diên Nhi mặt lộ vẻ vui mừng, dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, cười đùa nói, sư phụ thật lợi hại. Lục Châu vuốt râu lạnh nhạt nói, cảm giác như thế nào? Ta không sao, liên vừa rồi có chút choáng váng, hiện tại thật nhiều. Tiểu Diên Nhi đến đến Lục Châu bên người, Thái Thanh Ngọc Giản còn có chống cự vu thuật hiệu quả, màu tím nhạt mê vụ tiêu tán 7-8 phần. Phụ cận còn có không ít binh sĩ cùng tu hành giả chờ đợi tiến công. Lục Châu nhìn lướt qua Đinh Phồn Thu, còn lại những người này đã không có năng lực ngăn lại hắn rời đi, không còn lo lắng. Hắn đem lực chú ý đặt ở Đinh Phồn Thu trên thân. Khụ phụ, khụ phụ phụ. Đinh Phồn Thu ho kịch liệt thấu. Lục Châu ánh mắt rơi vào Đinh Phồn Thu trên thân, vốn định lập tức bổ sung tất sát nhất kích, có thể gặp Đinh Phồn Thu bị thương, lại bên trong vu thuật tu vi giảm nhiều, liền cải biến ý nghĩ, chắc tay đến đến Đinh Phồn Thu bên người. Không có Trần Trúc, kia cũng chỉ phải từ trên thân Đinh Phồn Thu vào tay. Nghiêm hình tra tấn, Trần Nhiếp ép hỏi, tóm lại có thể hỏi ra chút gì. Nhưng mà, Đinh Phồn Thu vội vàng bò lên, chịu đựng ngực chúng tên, quy sùng nói, vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn mời tiền bối thử tội. Nói xong lại là một trận ho khan, giả mạo ma thiên các tư thế không còn sót lại chút gì. Tiền bối, Lục Châu một bên vuốt râu, một bên gật đầu. Ngươi gọi lão phu tiền bối, không khỏi buồn cười một chút. Lục Châu biểu lộ vẫn y như cũ rất lạnh nhạt. Đinh Phồn Thu bất luận cái gì đau xót nói ra, ta giả mạo ma thiên các, này tội khó thể tha. Có thể lão tiền bối giết Trần Trúc, đó chính là thầy ta đổ nhi báo thù, lý nên cảm tạ. Hắn hướng phía hai tên đệ tử dùng một chút ánh mắt, còn lại hai tên đệ tử nghe vậy, vội vàng bò tới, không ngừng dập đầu. Tạ ơn tiền bối, tạ ơn tiền bối. Đinh, nhận lễ bài, thu hoạch được 2 điểm công đức, không thành kính dối trá tiểu nhân. Lục Châu nét mặt già nua bình thường, không có hỉ nộ, vuốt râu nói, lão phu hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời, vãn bối biết gì nói nấy. Rất tốt. Lục Châu suy nghĩ một lát hỏi, nói ra thân phận chân thật của ngươi. Đinh Phồn Thu không dám tiếp tục trắng bức nói ra, vãn bối Đinh Phồn Thu đến từ Đại Viêm Vân Tông, ba người này cũng đích thật là vãn bối đệ tử. Tiểu Diên Nhi hừ nhẹ nói, liền chút bản lãnh này cũng dám giả mạo ma thiên các, hại không xấu hổ. Chán, Đinh Phồn Thu tâm lý khổ à, ngũ diệp pháp thân thật không kém, vì cái gì giả mạo ma thiên các? Lục Châu vuốt râu hỏi. Đinh Phồn Thu do dự một chút nhưng vẫn là hồi đáp, hồi lão tiền bối, Vân Thiên La Tam Tông môn hạ đông đảo đệ tử chết vào ma thiên các chi thủ, mấy trăm năm trước ma thiên các từng hủy Tam Tông mấy ngàn kiện vũ khí, nội tình đại thương, đến nay không thể khôi phục, vãn bối thụ mệnh. Sau khi nói đến đây dừng lại nói, Lục Châu trầm giọng hét một tiếng, vãn bối thụ mệnh, giả mạo ma thiên các chi danh khắp nơi làm ác. Đinh Phồn Thu cắn răng nói ra. Lục Châu lắc đầu, thấp giọng thở dài, Vân Tông chính là Tam Tông đứng đầu, đường đường danh môn chính phái cũng dùng như thế thủ đoạn hèn hạ, ma thiên các chuyện ác làm tận, vãn bối chỉ là phụng mệnh lấy đạo của người trả lại cho người. Hô, nhất đạo cương phong đánh tới, ba, đánh vào Đinh Phồn Thu gương mặt bên trên, nóng bỏng đau nhức, năm cái tay số đỏ ấn xông ra. Tiền bối ngay, Đinh Phồn Thu lảo đảo vừa lui, không biết làm sao. Lục Châu một tát này tát đến cực kỳ chặt chẽ, lượng hàn cũng không dám phản kháng. Lão phu hỏi lại ngươi, xương kia có gì bí mật? Chịu một bàn tay, Đinh Phồn Thu cũng biến thành trung thực, bộ mặt gương mặt hồi đáp, bạch dân có cốt, có thể phá ngàn năm đại nạn. Đinh Phồn Thu có một ít không thể lý giải, thấp giọng nói, tiền bối kiến thức rộng rãi, hẳn là có nghe thấy, bạch dân có cốt, có thể phá tu hành giới thọ mệnh cực hạn. Lục Châu lại lần nữa tìm kiếm não hải bên trong ký ức, dùng cơ thiên đạo tung hoành ngàn năm, rong ruổi thiên hạ, chuyện trọng yếu như vậy, làm sao có thể một chút ấn tượng cũng không có chứ? Tìm kiếm một lát, vẫn y như cũ không thu hoạch được gì. Lục Châu không đang hồi tưởng, mà là tiếp tục hỏi, này cốt có thể có tìm tới? Đinh Phồn Thu lắc đầu, nói ra, cung bên trong liên tục 10 năm chưa từng tìm tới, chúng ta càng không cơ hội. Tiểu Diên Nhi cười nhạo nói, một đám đồ đần, thọ mệnh đại nạn không người có thể phá, xương cốt chủ nhân đều chết rồi, còn trông cậy vào xương cốt phá đại nạn, cười chết người. Lời nói này được Đinh Phồn Thu á khẩu không trả lời được, như thế để Lục Châu nhớ tới trên địa cầu Tân Thủy Hoàng, vì cầu trường sinh, liền bốn phía tìm dược.
Cái này tu hành giới người người đều đã bắt quá cái này cái đại nạn, có thể luôn có người không cam lòng đây, muốn nếm thử. Chẳng lẽ, Đại Viêm Hoàng đế cũng có này không cam? Ngay tại trong lúc suy tư, bến cảng phụ cận binh sĩ cùng với những cái kia đề dài tu hành giả nhóm chậm rãi tới gần. Mấy ngàn tên binh sĩ, ngưng thức cảnh, phạn hải cảnh, thân đinh cảnh tu hành giả, lên nhà lên nhít, hắn nhóm đã trúng vu thuật cạm bẫy, không có sức chống cự, đừng sợ. Người xông vào, ngay tại chỗ xử quyết, nhìn xem đông đảo binh sĩ cùng tu hành giả tới gần. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, Tiểu Diên Nhi hoạt động gần cốt, nói ra, sư phụ, ta tới đối phó hắn nhóm. Lục Châu khoát tay nói, không cần, anh, bế ngạn, song quyền nan địch tứ thủ. Tiểu Diên Nhi cho dù lợi hại, muốn đem cái này mấy ngàn tên binh sĩ cộng thêm mấy trăm tên tu hành giả toàn bộ đánh lui, quả thực có một ít phí sức. Lục Châu ra lệnh một tiếng, tại những binh lính kia hậu phương trong rừng, bệ ngạn thân ảnh xuất hiện, nâng theo lấy thanh âm trầm thấp, những binh lính kia cùng tu hành giả theo tiếng kêu nhìn lại. Thanh âm gì? Lão hổ, cái bên này làm sao có thể hội có lão hổ đâu? Ngay tại đại gia kỳ quái thời điểm, kia trong rừng bệ ngạn càng ngày càng tinh tường, thân thể cao lớn, cùng với răng nanh sơ hiện tạo hình, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Bệ ngạn, quả nhiên không bị vu thuật ảnh hưởng. Cái này, hung thú, ngao đến đến. Bệ ngạn thét dài một tiếng, rung khắp sơn lâm. Các binh sĩ dọa đến hai chân run rẩy. Cái này không phải thú dữ bình thường, mà là cực mạnh mẽ hung thú. Nhân loại chỉ có cường đại tu hành giả mới có thể đem loại hung thú này thuần phục, khiến cho thành vì tọa kỵ. Bệ ngạn nhào về phía đám người, cường đại cùng nhỏ bé hình thành so sánh rõ ràng. Trong lúc nhất thời, chân cụt tay đứt, bốn phía bay loạn. Chạy a, nhanh giúp! Thân đình cảnh tập hợp, phạn hải trở xuống tu hành giả không thể không lùi lại. Binh sĩ càng là không chịu nổi một kích, toàn bộ bị đánh bay. Bệ ngạn cường hãn sức chiến đấu, tại cái này nhân loại nhỏ bé mặt trước, triển lộ không thể nghi ngờ. Thân đinh cảnh tu hành giả đều đánh ra các loại thủ ấn, cùng với phi kiếm. Phanh phanh phanh, bệ ngạn không vẻn vẹn không bị thương, ngược lại bị chọc giận. Ngao đến. Bệ ngạn cuồng bạo, nhảy vào không trung, nhào về phía những người tu hành kia. Đừng quên, bệ ngạn hội bay, hắn cũng không phải tượng vương. Mẹ của ta nhà, hội bay hung thú. Xoạt xoạt. Người tu hành kia chấp liên tục cơ hội trốn đều không có, liền bị một bàn tay đập tan đỡ. Bệ ngạn khắp nơi bay loạn, hiện trường hỗn loạn không chịu nổi. Không có tổ chức cùng kỷ luật đoàn đội, trong khoảnh khắc giống như là năm bè bảy mảng. Dọa đến mấy ngàn tên lính chỉ có thể lưu lại. Rút lôi, hắn lại không bị vu thuật ảnh hưởng. Cái này sao có thể? Phanh phanh phanh. Bệ ngạn một móng vuốt chính là một người, hung mãnh vô cùng. Nếu là nhân loại, hắn nhóm ngược lại không em ngại, đãi không chậm rãi hao tổn chính là. Nhưng bọn hắn đối mặt là một đầu không có nhân tính quái thú, phảng phất không biết mệt mỏi, người bình thường không thêm điểm số. Lục Châu khoát khoát tay, ra hiệu liền hướng phía những người tu hành kia tiến công. Lão phu luôn luôn nhân từ, người bình thường thì thôi, chuyên tâm đối phó tu hành giả. Đinh Phồn Thu, hai tên đệ tử, lời này nghe không tự nhiên. Có thể lão tiền bối muốn nói như vậy, hắn liền không lời nào để nói, chỉ có thể liên tiếp gật đầu. Tiểu Diên Nhi liên tục vỗ tay gọi tốt. Bệ ngạn cường hãn sức chiến đấu, ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài. Không ít binh lính bình thường, ở phía dưới bắn tên, đáng tiếc, điểm kia uy lực cung tiễn, chỉ có thể cho nó gãi ngứa ngứa. Tại Lục Châu mạnh lạnh phía dưới, bệ ngạn, từ bỏ mấy tên binh lính kia, tại không trung bay khắp nơi múa. Cái loại cảm giác này, liền giống như là đang chơi tham ăn xả giống như. Đinh, đánh giết một tên phạn hải cảnh mục tiêu, thu hoạch được 20 điểm công đức. Đinh, đánh giết một tên ngưng thức cảnh mục tiêu, thu hoạch được 5 điểm công đức. Đinh, đánh giết một tên thần đình sơ kỳ mục tiêu, thu hoạch được 100 công đức. Lục Châu cũng là hài lòng gật đầu. Bệ ngạn sức chiến đấu vậy mà như thế cường đại, có hàn soát công đức, cái kia sau tích lũy cũng sẽ dễ dàng một chút. Đinh Phồn Thu nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này là truyền thuyết cấp tòa ký, cùng hàn so sánh với hắn tượng vương, chính là rác rưởi bên trong rác rưởi. Tượng vương lúc này còn nằm trên mặt đất, không có việc gì dễ rùa hai lần, không có bệ ngạn cường đại như vậy sức chiến đấu. Đinh Phồn Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Bệ ngạn đem những cái kia cấp thấp tu hành giả đập tan về sau, còn lại một bộ phận bốn phía loạn trốn, gặp không sai biệt lắm. Lục Châu phất phất tay mệnh lệnh bệ ngạn trở về, điểm công đức thêm 800 điểm, không phải đặc biệt nhiều, quả yếu tu hành giả, ban thưởng cũng là thấp đến đáng thương. Bệ ngạn phục tùng mệnh lệnh, đến bến cảng phụ cận, đi qua đầu kia tượng vương thời điểm ánh mắt bệ nghễ. Tượng vương hướng về sau rụt rụt, thân thể run rẩy một chút, thần phục, sợ hãi. Đây chính là truyền thuyết cấp tọa kỵ cùng sử thi cấp tọa kỵ ở giữa chênh lệch, không cầm cùng một chỗ dường như cũng liền thôi, vừa để xuống cùng một chỗ, khác nhau một trời một vực. Bệ ngạn uy nghiêm ngồi xổm mà Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi một bên, thỉnh thoảng lộ ra răng nanh, dọa đến đám kia tu hành giả không dám tiếp tục tới gần. Vu thuật đại trận hiệu quả tiếp tục giảm xuống. Lục Châu khẽ chau mày, không rõ đám này binh sĩ cùng tu hành giả vì cái gì còn không rời đi, liền không sợ chết sao? Ngay tại hắn dự định tiếp tục thẩm vấn Đinh Phồn Thu thời điểm đến, nơi chân trời xa hai người ngự không mà tới, tốc độ cực nhanh, kia tán phát ra khí tức, lệnh người đều ghé mắt. Cung bên trong phải nhiều cao thủ như vậy, chính cảm thấy kỳ quái thời điểm,
hai đạo thân ảnh kia liên tục lấp lóe xuất hiện tại vu thuật đại trận phía trên. Tiểu Diên Nhi thấy rõ người đến bộ dáng, lúc này cao hứng nhảy lên kêu lên: "Tam sư huynh, tứ sư huynh!" Lục Châu ngẩng đầu nhìn một cái, thật đúng là Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân. Đoan Mộc Sinh sách ngược bá vương thương, uy phong lẫm liệt, toàn thân tráng kiện, ánh mắt lăng lệ, khá có thiên thần hạ phàm khí thế. Minh Thế Nhân một thân áo bào xám, nhẹ nhõm tự tại, tiêu sái quỷ dị, khóe miệng còn có thể thấy ý cười. "Sư phụ!" Hai người tiếp tục hạ xuống, mông xuống một giây lát ở giữa, cường đại cương khí hướng bốn phía tản ra, tàn dư vu thuật bị hai đại nguyên thần kiếp cảnh đồ đệ đánh tan, không khí khôi phục, ánh mắt khôi phục. "Sư phụ!" Hai người bước nhanh mà đến, một gối quỳ xuống, hướng Lục Châu làm lễ. Nhìn thấy hai người này khí thế, Đinh Phồn thu mày ra như phóng, quay đầu nhìn một chút chính mình hai tên giả đệ tử. "Cái này, chênh lệch, thực sự quá xa." Lục Châu vuốt râu hỏi: "Hai người các người tại sao lại đến?" Minh Thế Nhân khom người nói: "Sư phụ, đồ nhi từ Phạm Tu Văn miệng bên trong thu hoạch một chút manh mối, hắn nói nơi đây có vu thuật đại trận, từ cung bên trong cao thủ tự mình tỏa chấn, cho nên đồ nhi lập tức tìm đến Tam sư huynh tới trước chi viện." Đoan Mộc Sinh cũng nói ra: "Cung bên trong cao thủ đông đảo, đồ nhi biết sư phụ thần uy cái thế, không thể đem bọn hắn để vào mắt, có thể đám kia thổi cá nát tôm còn chưa tới phiên sư phụ xuất thủ, đồ nhi tự tác chủ trương, nhìn sư phụ thứ tội." Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu liếc một cái Minh Thế Nhân: "Con hàng này từ khi gặp Ly Biệt Câu, toàn bộ người tinh thần rất nhiều, làm sự tình cũng so trước kia chu toàn cẩn thận, sớm biết như thế, liền tiết kiệm 5 tấm đạo cụ tạp. Bất quá, việc đã đến nước này, tạp đã dùng ra, hối hận cũng không có tác dụng gì." Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu nói: "Không sao." Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh đứng dậy, nhìn hai bên một chút hoàn cảnh, vu thuật đại trận hiệu quả cơ bản biến mất. Sau khi chiến đấu kết thúc bến cảng, bờ bộn một mảnh, thi thể ngổn ngang lộn xộn, khắp nơi đều là. Minh Thế Nhân xấu hổ hạ, giống như tới chậm. Tiểu Diên Nhi chạy tới, cười đùa nói: "Tam sư huynh, tứ sư huynh, thấy không, kia hai tên giả mạo." "Tên giả mạo?" Minh Thế Nhân hồ nghi. Nghe nói như thế, Minh Thế Nhân không vui lòng, nện bước sải bước đi tới, đến đến cái kia ngồi bệt dưới đất, cùng hắn tướng mạo giống nhau đến mấy phân người trẻ tuổi mặt trước. "Ông đến đến." Bạch Kiêu Động Minh phát thần xuất hiện, kia người nhất thời mộng bức. Minh Thế Nhân nói ra: "Liền ngươi cũng dám giả mạo ta?" Đoan Mộc Sinh cũng đi tới, đang chuẩn bị thi triển Bạch Kiêu Động Minh pháp thân, Minh Thế Nhân vội vàng đưa tay ngăn tại trước người hắn nói ra: "Ách, sư huynh, ngươi có bá vương thương liền đủ, việc này không cần đến ngươi." Khai diệp pháp thân vừa ra tới, còn có hắn chưa khai diệp phần. Đinh Phồn Thu tên đệ tử kia run lên, vội vàng xin tha: "Giả mạo Đoan Mộc Sinh, liền xin tha đều tốn sức." Dứt khoát nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. "Hảo." Lục Châu lạnh nhạt mở miệng. Minh Thế Nhân ngoan ngoãn đem pháp thân thu hồi. Đinh Phồn Thu cũng là thấy kinh hãi, cái này cái giả mạo đẳng cấp hoàn toàn chính xác thấp nhiều lắm, dùng ma thiên các đệ tử thiên phú lại thế nào khả năng tại lâu như vậy thời gian bên trong không thể đột phá đâu. "Sư phụ xin yên tâm, đồ nhi rời đi Kim Đỉnh Sơn thời điểm tận lực đem Phạm Tu Văn đánh một trận, bảo đảm ngoan ngoãn vạn vô nhất thất. Lại nói Kim Đỉnh Sơn có bình chướng bảo hộ, ngoại nhân cũng vào không được, cử động lần này có chút quá." Lục Châu tuyệt không trách cứ: "Không có vu thuật đại trận, không có binh sĩ cùng tu hành giả quấy nhiễu." Lục Châu lại lần nữa đi hướng Đinh Phồn Thu. Đinh Phồn Thu lại ngẩng đầu hỏi: "Phạm Tu Văn, tại Ma Thiên Các, không nên hỏi đừng hỏi." Minh Thế Nhân trầm giọng nói. Đinh Phồn Thu bị chặn mặt mo đỏ ửng. Lục Châu chắp tay hỏi: "Người đã đến từ Vân Tông, là chịu người nào sai khiến?" "Cái này..." Đinh Phồn Thu ấp úng, không dám nói ra. Lục Châu vuốt râu nói ra: "Đi qua việc này, người nếu không nói, ngược lại sẽ lọt vào giết người diệt khẩu, rước họa vào thân." Trầm ngâm một lát, hắn cảm thấy Lục Châu nói tới không phải không có lý. Việc đã đến nước này, đã không có đường lùi, húng hồ, hắn nữ đầu đệ thủ, nói cho cùng vẫn là Lục Châu giúp hắn báo. Thế là nói ra: "Vân Tông chấp pháp đường trưởng lão Hoa Vô Đạo." "Hoa Vô Đạo?" Minh Thế Nhân mở trừng hai mắt nói ra. "Lão già này còn chưa có chết." Đinh Phồn Thu nói ra: "Hoa trưởng lão từ khi bại cho lão tiền bối về sau, một mực canh cánh trong lòng, tâm cảnh có chướng ngại, ý niệm vô pháp thông suốt, tu vi khó mà tiến thêm, cho nên thật sự là một điểm mặt đều không cần, chính mình yếu nhất định phải trách người khác quá mạnh." Minh Thế Nhân mắng: "Lời này cũng liền Ma Thiên các người có thể cái này nói gì." Nhớ ngày đó, Hoa Vô Đạo cũng là thất diệp kim liên pháp thân cao thủ, tinh thông đao kiếm, cho dù là chính đạo thập đại cao thủ cũng không dám khinh thường Hoa Vô Đạo. Hoa Vô Đạo cũng bởi vậy ngạo mạn nhất thời, 20 năm trước tự xưng là thiên hạ đệ nhất. Ma Thiên các ngày ngày gặp xu hướng suy tàn, Hoa Vô Đạo muốn dẫm lên Ma Thiên các đăng đỉnh bát diệp pháp thân, nhưng Hoa Vô Đạo cùng Cơ Thiên Đạo tại Kinh Châu Bình Nguyên bên trên chỉ chiến một chiều liền kết cục thảm bại. Từ đó về sau thành thiên hạ chính đạo trò cười, việc này liền thành Hoa Vô Đạo khúc mắc, liên tục 20 năm tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Lục Châu hỏi lần nữa: "Hoa Vô Đạo hiện tại nơi nào?" "Hoa trưởng lão đã ở 3 ngày trước chạy tới Thanh Ngọc Đàn." Đinh Phồn Thu muốn nói lại thôi, nói ra: nghe nói là muốn thương nghị cùng nhau đối phó Ma Thiên Các, mà lại cung bên trong vớt cốt sự tình hắn so ta tinh tường,
Lục Châu nhờ tới Giang Ái Kiếm Phi Thư, mà Sát Tông Tông chủ tựa hồ cũng đi Thanh Ngọc Đàn. Đám người này tập hợp một chỗ, đối phó Ma Thiên Các.